xin mến chào các bạn. Hôm nay thì trời cũng rất đẹp trời. Thì trời miền Tây sẽ mới giới thiệu cho các bạn về một vùng quê ở một cái ngôi chợ thuộc tỉnh Sóc Trăng. Đó là ngôi chợ Chợ Cua. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi đến chợ Chợ Cua nha các bạn. Hiện nay là mình đang trên đường quốc lộ của 1A, địa phận Mỹ Xuyên. Thì mình sẽ đi đến khu chợ Chợ Cua. Chợ Chợ Cua nó nằm ở trong một cái con hẻm của khu vực chợ để mình đi đến đó. Thì trước cái quốc lộ 1A này thì cũng có nhóm chợ ở phía bên ngoài đó các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn đi trải nghiệm ở nơi đây nha. Hôm nay thì ngoài quốc lộ này thì người ta không có bán nhiều các bạn, cho nên hơi vắng vẻ, đường cũng vắng luôn. Đây là đường quốc lộ 1A thì mình thấy là đường vắng vẻ, vắng tanh luôn đó các bạn. Ít có người đi ra ngoài. Đó các bạn, khu vực này là chợ nhóm ở ngoài quốc lộ 1A của chợ Chợ Cuông đó các bạn. Thì mình thấy cũng có nhiều người bán nhưng mà người mua thì vắng lắm. Như mỗi khi giờ này là các bạn đến đây là rất đông nha các bạn. Vừa xe mà vừa người rất đông. Nhưng thời gian này thì người ta hạn chế, thấy rất ít. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào khu vực chợ của Chợ Cua ở trong cái con đường này các bạn. Ở phía trước mình là cái quẹo bên tay trái nè các bạn. Là mình sẽ vào khu vực chợ. Trước khi vào thì ở đây có cái cổng chùa của người Khmer đó các bạn. Là nó nằm ở cặp ngay chợ luôn. Đây là cái cổng chùa của người Khmer luôn. Đây ở đầu này thì mình thấy có những xe bánh mì và những người chạy xe ôm ở ngoài đầu lộ này. Từ ở đầu lộ này vào tới chợ Chợ Cua thì vài trăm mét đó các bạn. Mà từ nay vô trong đó thì hai bên người ta đều có bán quán cà phê, quán ăn. Nhưng hôm nay thì người ta không có bán nữa các bạn. Người ta tạm đóng cửa hết trơn rồi các bạn. Khu vực này là của Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên bây giờ. Ngày xưa là hay gọi là Chợ Cua đó các bạn. Đây là một xóm nhà. Bên tay trái mình là mình đi quẹo vô chùa Khánh Anh của xã Anh Quế đó các bạn. Bây giờ mình đi qua luôn rồi. Ở đây thì chùa Khánh Anh nó nằm ở ngay đó luôn.
Giờ này mình đi là mới có khoảng 8 giờ ngoài sáng các bạn. Là giờ này thường là giờ cao điểm, người ta rất đông nè các bạn. Để mình đi xuống đây để mình xem coi chợ ở đây nó như thế nào. Đoạn đường này nó hơi dằn các bạn, nó đổ lộ bê tông đúc mà nó hơi bị bể đó các bạn, cho nên nó hơi dằn. Đây là các bạn nhìn thấy bên trái mình là cái chợ Nhà Lồng của chợ Chợ Cuông, hay là gọi là chợ Thanh Quế bây giờ đó các bạn. Đây là cũng vắng vẻ lắm các bạn ơi, không ai bán gì cả, bao nhiêu người hết, có một số ít thôi, hàng quán đều đóng cửa. Nếu các bạn nhìn thấy phía trước mình cái cầu là cái chùa của người Khmer ở Chà Cuông, hay gọi là chùa Chà Cuông đó các bạn. Là mình đi qua cầu thì cũng gần với cái chợ luôn. Bây giờ mình đi một vòng ở khu vực này, các bạn nhìn thấy chợ nó vắng hoe điều hiu luôn. Ở này mình thấy là mấy những tạp hóa hay hàng xén vẫn còn bán. Ở bên kia thì nó có chút đỉnh bán thịt hay cá, rau đồ cũng vẫn còn các bạn. Nhưng mà người đi chợ thì vắng. Đây là chỗ quán cà phê tập quá nè các bạn, và cũng vắng người lắm các bạn. Chợ Chà Cuông này nó nằm trong cái dãy của hai bên đường thì nhà của dân cũng rất là đông các bạn. Ngày thường mình vào đây thì những khu vực này thì rất xôn xao, giờ này hôm nay thì rất vắng vẻ. Nhìn giống như chiều 30 Tết luôn các bạn. Nó buồn tẻ lắm. Nếu các bạn nhìn toàn bộ hàng quán ở đây người ta đóng hết trơn các bạn. Còn có những cái xe bánh mì hay là bánh bao chiên thì người ta còn bán. Lộ thì đường nó hơi khó đi, nó hơi bể, ổ gà rất nhiều.
Bây giờ mình đã ra tới đầu lộ của quốc lộ 1A lớp của bạn. Bây giờ mình sẽ về cái hướng đi Bạc Liêu, để mình đi một vòng để qua bên chợ bên cầu xem như thế nào các bạn. Đây khu vực ngày thường ở đây thì người ta cũng nhóm chợ ở chỗ này luôn các bạn. Hôm nay thì không có, rất vắng. Bây giờ mình chuẩn bị lên cầu Trà Khuôn, hay gọi là cầu Đen các bạn. Thì bên mình xuống bên tay phải của khu vực này thì cũng có nhóm một cái chợ của chợ Trà Khuôn nữa. Bây giờ mình đi qua bên khu vực này luôn. Bây giờ mình đang lên dốc cầu các bạn. Thì các bạn nhìn thấy hai bên đường thì cũng có quán cà phê hay là xe bánh mì. Ngay dốc cầu bây giờ mình đang lên cầu nè các bạn. Các bạn nhìn hai bên của mình là những cái chợ, chợ Trà Khuôn thì bên đây nó nhóm cái chỗ bên tay phải mình nè các bạn. Hôm nay cũng vắng vẻ luôn các bạn ơi. Đây cũng vắng vẻ luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chợ miền Tây sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau, những video kế tiếp của chợ miền Tây. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe thật tràn đầy. Cảm ơn rất nhiều. Phía trước mình là quẹo về bên tay trái, các bạn có cái đường đó đi vô, người ta hay gọi là về cảo hay là đi vào cái hướng chùa Hưng Thiện của Bạc Liêu các bạn. Thì ở phía trước mình bên tay trái quẹo có cái đường vô đây là các bạn, đó có đường vô đó các bạn.